Hiện tại Miro đã mặc bộ skin siêu hấp dẫn và siêu đặc biệt, đó chính là skin áo dài Việt Nam tên vàng. Một loại áo mang đậm chất văn hóa và dân tộc của Việt Nam. Và các bạn có thể chọn tất cả loại màu các bạn thích, là xanh đỏ tím vàng. Mình thích màu xanh nè, đấy. Ok, và các bạn đừng quên mua áo dài để ủng hộ người Việt Nam, cũng thể hiện tình yêu thương của đất nước dành cho mình nha. Ok, xin chào mọi người đến với channel của mình là Sam. Đây, chụp trở lại với kênh channel của mình. Tất nhiên, thì hôm nay mình sẽ có một video cực kỳ đặc biệt và cực kỳ hấp dẫn cho mọi người luôn. Đó chính là đập hộp quà. Ta-da! Rồi, to. Đó, hôm nay mình sẽ đập hộp quà hai món. Đó chính là một món là của fan tặng và một món là của bên shop mặt di chúc tặng. Đó, trong này có rất nhiều món quà. Còn đây là một cái hộp mà mình được một em nam tặng đó. Thì ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau đập hộp nha. Đó, đây, mọi người thấy không? 7 tuổi thôi luôn á, 7 tuổi Hà Nội, quốc sang. Đó. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu đập hộp thôi. Let's go. Ok mọi người. Thì hai hộp, một hộp nhỏ, một to, thì mình nghĩ chắc là khui hộp nhỏ trước nha. Đây. Hộp nhỏ. Đây, đó. Thì hộp nhỏ này của bạn Quốc Sang, lúc đó mình đang về khách sạn thì bạn lại đưa cho mình. Thì lúc đó là có 5 món mà chỉ thiếu món của Kai thôi. Có một tờ giấy về cute như là em hết tiền mua đồ cho anh Kai, mong anh thông cảm. Thật sự là cute, nhưng thực sự có một số người lấy rồi, món đồ khá là ít. Cái này là của mình nè. Cái này là của Phong nè, có mọi người, của mọi người thì lấy rồi. Còn cái này mình nhớ là của ai ấy, không ai là hình như của Sim đúng không ta? À, của Zero, ông Zero là con robot. Còn mình là gì ta? Cái móc khóa. Còn Phong là một cái người hình nhân C2 này, không? C2 mọi người ơi, hi. Đó, còn Sim là cái gì nhở? Sim chắc là kẹp tóc. Sim một cái kẹp tóc đó. Đây. Thực sự cảm ơn em rất là nhiều. Em Quốc Sang. Ok, em này là gửi Hello Team, chúc team luôn vững mạnh và đạt nút kim cương. Ôi dồi ôi, nút kim cương đấy mọi người. Trước đầu nhóm mình đạt nút kim cương ta. Rất là xa vời nhưng không sao. Các bạn fan hãy cố gắng vững mạnh để giúp cho Team Hero được nút vàng thôi, là đó là một chiến công cực kỳ lớn rồi. Ok. Đó, cảm ơn em Quốc Sang 7 tuổi nha. Đó, sẽ để đây. Đây, có hộp quà. Cực kỳ to tướng này, đó chính là một hộp quà của anh shop mặt dưới chút. Trời ơi, tôi hỏng lắm rồi luôn á. Ok, mọi người hỏng không? Mình sẽ được chuẩn bị đập hộp luôn nha. Đây, mình sẽ mở luôn, tại mình có một cái lớp này rồi để đỡ mất thời gian, mọi người thấy không? Đó. Mình rất là nóng chờ cái hộp hàng rất là lâu rồi. Sự... trời ơi, có tặng kèm bên này. Đây. Trời ơi, còn tặng cái này luôn. Cái này là snack mực. Ui. Nè. Ngang nào. Ok. Thì tiếp là không có bé Sim ở đây, thì mình có thể review cùng bé Sim được không? Thôi Sim, con đi ngủ đi, để cô Sam bóc ăn nha. Thôi nó được thôi, mà được cái này. Đây, đây là cái bịch bim bim gì ta, mực, mà rất là thích ăn bim bim mực luôn, thật sự rất là ngon đó. Ok, cảm ơn mặt YouTube nha. Đó, đây là món đầu tiên mình sẽ để đây. Oh my freaking god, mình sẽ đặt tặng mình tặng được một cái gọi là một móc khóa Hello Team, và mình cũng thông báo mọi người luôn, nếu các bạn mua cái áo này version 2 tại anh shop Mạc Chí Trúc sẽ được tặng một cái móc khóa này luôn. Đó, đây. Đây là Hello Team, đây là logo của Hello Team. Thì bạn nào mua áo này sẽ được tặng kèm thêm một cái móc khóa nha. Mình sẽ để link ở đây nha. Đó, hoặc là link ở dưới phần kia. Dưới phần này hoặc là trên này. Ok, mọi người đừng quên bấm mua nha. Đấy. Xin không? Đây mọi người đó. Đây là logo này. Đó, đây là Hero này. Xinh không? Đó. Tên tè. Đây, móc khóa cực kỳ xinh. Các bạn có thể che tất cả mọi thứ. Móc cặp, có thể là cặp hộp bút hay là các kiểu các bạn thích, có thể móc luôn. Có xinh không? Ok, mình sẽ để ở đây. Phơi lên con bớt của mình. Đây. Một tiếp theo. Một cái kính thân lại. Trời ơi, cái kính này tôi thích lắm nè. Ok, rồi, sửa tóc rồi. Chắc không? Đó, là cái kính. Mình mặc. Chị có đây mang kính này để review tiếp không? Hay là cởi cái ra cho nó lịch sử nhỉ? Cởi nhỉ? Cởi đi. Đây, mình đeo cho con bớt luôn. Thấy chưa? Cái này là không những mà người mà có thể mà thú cưng có thể mang được luôn. Thấy không? Bớt rất là ngầu. Đây, một đồ thích nhất. Trời ơi, cái cặp. Mọi người thấy không? Cái cặp của tôi đây.
đây, độc quyền tại Mặt Di Chúc. Nếu bạn nào thích những con lợn, đây, đây là cặp của bé lợn trong Minecraft. Đó, đây là Minecraft nè, có cái này rất là đặc biệt. Con heo trong Minecraft cực kỳ thích ăn cà rốt. Đây, trời ơi, nhìn cưng xỉu luôn mọi người nè, chỉ có mui nè. Đây, ai mà sẽ mình sẽ mở luôn. Ui, đằng sau này có nè, có chỗ chứa nè, đằng sau nè, thấy chưa? Còn bạn nào muốn mua ba lô thì cũng có thể vào shop Bánh Mặt Di Chúc mua luôn, tại cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ luôn. Đây, sang đây mang cho mọi người xem nha. Đó, 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 xinh không? Đó, áo Hello Team với cặp này là quá xinh không mọi người? Đó, đó, xinh không? Đây, đây là món mình cực kỳ thích luôn. Lúc nào mình đi chơi mình sẽ mang cái cặp này cho mọi người thấy nha. Trời ơi, món thích. Đây là món tôi thích nhất. À, món thứ ba là món gì ta? Ờ, cái gì đây? À, cái muỗng. Ủa, tặng cái muỗng làm gì? Trời ơi, tôi xem. À, cái cốc. Trời, quên. Đây, đây, đây. Đây, đây, món quà mà cực kỳ giá trị đây. Đó, mình có lại gì không? Đây. Đen. Đen. Trang. Đó, thấy chưa? Cốc của Hero Team. Woo. Đó, cũng mua tại shop Ăn Mặc Di Chúc luôn. Ui, thấy không? Thấy chưa? Đó, không thấy hả? Logo nè. Trời ơi, có nghe làm gì? Đó, sim cầm đi sim. Đẹp không em? Đó, con sim không biết nói nên nó phải gật đầu thôi mọi người ơi. Có cái này từ từ. Từ nha, để đây. Từ từ, sẽ để lên lại cho nó sang. Từ từ, đó. Còn cái này. Trời ơi. Cái bút. Mọi người có thấy tôi đang lột cái gì không? Trời ơi là trời. Shop Ăn Mặc Di Chúc là chu đáo. Đến mức mình sợ luôn. Đây, cái này rất là dịp vệ. Đó, đây. Ủa, tiên tiên. Đó, có thể uống trà, uống cà phê, uống sữa chua, uống tất cả mọi thứ, uống sữa. Chứ mình là thích uống sữa Milo. Đó, mình sẽ uống sữa Milo bằng cái cốc này. Đó, Hero Team hương hiệu Hero Team cốc. Đó, đây. Với logo Hero Team in rất là sáng chói và hình ảnh những nhân vật trong nhóm Hero Team. Đó, thấy không? Xinh không? Đó, quá đáng yêu luôn. Cho 10 điểm thì cái cốc này chỉ tương không? Đây, mình sẽ để đây luôn. Đó. Và món cuối cùng mình nhớ là trong này là chính là đây. Trời ơi, tôi nói nó. Mọi người thấy gì không? Mini quá. Đó, đây, cái cốc của tôi cực kỳ đời luôn. Mình có hai cái cốc. Cốc của thương hiệu Hero Team và cốc của Mini quá. Đó, thì cốc này mình cũng được tặng luôn. Đó, đây, mình sẽ mở ra cho mọi người. Đây, có tem các kiểu luôn, thấy không? Mọi người thấy không? Chính hãng nè. Đó, chỉ có phân phối tại Mặt Di Chúc, đừng quên nhấn link này để mua. Đó, đây, rất là kỹ càng luôn. Có một lớp này để chuẩn bị gọi là khi mà giao chuyện này, nó sẽ không bị rớt. Đó, đây, miếng xốp rất là chắc chắn. Tơ luôn. Có tơ luôn. Wow, ui, ui mọi người ơi, sắp chưa, ui, cái gì đây? Trời ơi, cái cốc nè. Trời ơi, cái cốc nè, ủa sao lại vậy? Cái cốc này có, à, ủa sao cái nắp này lại ta? Để lột ra, sao cái, mà nhớ cái nắp này đẹp lắm mà ta. Trời ơi, hay cho mình lẫn nhờ, từ sao nè. Đứt cái bàn tay luôn á. Gì đây? Ủa, từ từ, như có gì đó dưới này mọi người ơi. Ôi. À, đây nè, trời ơi. Hết hồn từ. Đây, đó. Dũng sĩ gáp kiếm là đây. Đó, xin không? Còn như mình nghe là chỗ này là chỗ để điện thoại ấy, nhưng mình không biết chắc không, nhưng mà mình sẽ không để đâu, tại vì lỡ nóng quá nó điện thoại đây. Mọi người cầm như này. Chú. Đây, đó. Review xem, được không? Dũng sĩ gắt kiếm. Chiu chiu. Đó, cái này cũng mua tại Ăn Mặc Di Chúc nha. Đó, tuyệt vời. Đây, đây là logo của Mini World. Đó, xinh không? Cưng dễ sợ luôn. Đây là hình. Ông này tên gì nhở? Cậm Y về. Ờ, Cậm Y về. Hình như đó, Cậm Y về. Cái kiếm này đó. Hôm nay mày không biết làm cái gì nhưng mà rất là đẹp luôn. Đó, yêu. Đó, đây. Cái này rất là lợi khi mà mình cũng kiểu cái này người thường á, người ta sẽ làm cái cầm, nhưng mà người ta rất là thông minh và kiểu sáng tạo là cái kiếm gắm vào.
tăng tăng. Trời ơi, cưng dễ sợ. Đây, hai món. Từ để xếp hàng đây ra. Đây, đây những món mà đã nhận được nha. Của từ shop ăn mặc Di Trúc. Ok mọi người, thì sau khi mà bóc quà của anh Mặc Di Trúc và bạn Phan thì mình cảm giác thì rất là hạnh phúc rồi. Tại vì có quá nhiều thứ mà quá tuyệt vời như thế này, mọi người thấy không? Có ai mà được cái phần thưởng như tôi không? Trời, tôi rất may mắn. Cảm giác rất may mắn luôn. Cảm ơn anh Mặc Di Trúc đã tài trợ những món đồ này cực kỳ cute, cực kỳ xinh xắn cho em. Ok, mọi người đừng quên, nếu muốn mua những món đồ này hãy đừng quên vào shop anh Mặc Di Trúc của mình sẽ để lên đây. Và đừng quên đăng ký mình và tất cả thành viên trong hai mình nha. Và đừng quên nhấn chuông bên cạnh là những cái thông báo mới nhất từ kênh mình. Còn mình đi ăn đồ ăn đây, trời ơi đói quá rồi. Bye bye mọi người rất nhiều.